đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết gia đình ông Phạm Văn Tán, ông Nguyễn Văn Hường ở thị xã Buôn Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhẫn và xã căn cứ cách mạng Chư Pơng, huyện Krông Búc. Tại nhà các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhẫn, đồng chí Lê Văn Nghĩa đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện kinh tế các gia đình và chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui hạnh phúc, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Tại xã Cần cứ Cách mạng Chư Pơng, huyện Crong Búc, đồng chí Lê Văn Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp cống hiến to lớn của đồng bào các dân tộc xã Chư Pơng cho cách mạng. Đồng chí Lê Văn Nghĩa đánh giá cao kết quả xã đạt được trong năm qua và những hoạt động chăm lo Tết đối với các gia đình chính sách hộ nghèo đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết đầm ấm vui tươi